Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trương Thị Mai trầu Thiên Triều, cắn được 16 chữ vàng, 4 tốt, bà khạc già lửa. Đảng Cộng sản Việt Nam tạo ra hai loại ngoại giao nhà nước và ngoại giao của Đảng. Hầu hết các mối quan hệ của Việt Nam với các nước là ngoại giao cấp nhà nước. Quan hệ này thông qua Bộ Ngoại giao thực hiện hay cấp cao hơn là thông qua các chuyến thăm của Thủ tướng hoặc Chủ tịch nước. Quan hệ của Việt Nam với hầu hết các nước trên thế giới đều là quan hệ ngoại giao cấp này. Hội nghị Thành Đô bước ngoặt đưa Việt Nam phụ thuộc vào Trung Quốc. Riêng mối quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc là mối quan hệ giữa hai đảng. Mối quan hệ này vượt xa mối quan hệ cấp nhà nước. Mối quan hệ này đặt nền tảng từ Hội nghị Thành Đô vào năm 1990. Chuyến đi Thành Đô được thiết kế bởi ba nhân vật quyền lực nhất của Việt Nam vào lúc đấy. Đó là Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, tức là Thủ tướng hiện nay, ông Đỗ Mười, và Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Phạm Văn Đồng. Hai nhân vật bị loại là Chủ tịch nước Võ Chí Công và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch. Như vậy là những người làm công tác ngoại giao của nhà nước đã bị loại trong chuyến đi này. Từ sau Hội nghị Thành Đô, cứ mỗi lần Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc đắc cử, thì Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam phải sang Trung Quốc thăm và ký những văn kiện bí mật. Những văn kiện đấy chưa được Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra một cách hoàn chỉnh cho người dân được biết và nó thực hiện trong 5 năm nhiệm kỳ Tổng Bí thư Trung Quốc như đã ký. Hành động này được người dân gọi là sang chầu Thiên Triều. Vào ngày 30 tháng 10 năm 2022, ngay sau khi Trung Quốc mới kết thúc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20, thì ông Tổng Bí thư của Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã vội vã sang Trung Quốc gặp Tập Cận Bình để mà nhận nhiệm vụ mới, mặc dù ông hết sức yếu, đi thì phải có người dìu và ngồi xe lăn. Ông Trọng là người đầu tiên thăm gặp ông Tập Cận Bình khi ông này đắc cử nhiệm kỳ thứ 3. Tình hình sức khỏe hết sức kém của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bên cạnh Tập Cận Bình và ông Tập phải dắt tay ông Trọng. Sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng là rất yếu, ngay cả kỳ họp quan trọng trong nước ông còn không đến tham dự. Nhưng lần đi thăm Tập Cận Bình cuối tháng 10 năm ngoái, ông Trọng không thể không đi. Ông sang Bắc Kinh đi bên cạnh ông Tập Cận Bình với dáng đi siêu vẹo, không vững, nhưng vẫn phải cố gắng mà đi. Vào ngày 26 tháng 4, báo chí đồng loạt đưa tin bà Trương Thị Mai, thường trực Ban Bí thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương, làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 4 năm 2023. Được biết bà Mai sang Trung Quốc là do lời gọi của ông Tập Cận Bình, bảo phải sang tận nơi để mà nhận lệnh. Ông Nguyễn Phú Trọng vì tuổi già sức yếu không thể đi được nên cử bà Trương Thị Mai sang thay. Có một điều là những năm gần đây báo chí thì im ắng hẳn cụm từ 16 chữ vàng và 4 tốt. Báo chí im được là vì dư luận xã hội rất dị ứng với cụm từ này. Và có lẽ cách hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam không làm ông Tập Cận Bình hài lòng. Vậy nên lần này sang Bắc Kinh, bà Trương Thị Mai nói với ông Tập Cận Bình rằng Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt. Bà Trương Thị Mai sang Trung Quốc trầu Thiên Triều. Theo đánh giá của một số nhà phân tích thì chuyến đi này của bà Mai sẽ làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam xích lại gần hơn với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều này cũng làm cho phe Nguyễn Phú Trọng củng cố sức mạnh vượt trội hơn so với những thế lực còn lại. Còn đối với bà Trương Thị Mai thì chuyến đi này giúp bà củng cố sức mạnh chính trị đáng kể. Trước các đấng mày râu trong Bộ Chính trị, bà càng nổi hơn trước. Bà Trương Thị Mai dù là phụ nữ có quyền lực cao nhất trong Trung ương Đảng hiện nay, nhưng bà vẫn bị các đấng mày râu khinh nhờn. Đặc biệt là khi bà nắm chức thường trực Ban Bí thư, bà đã khiến cho nhiều giới mày râu ganh tức và tất nhiên bà có thêm kẻ thù mới. Ông Nguyễn Phú Trọng cử bà Trương Thị Mai sang Bắc Kinh là một công đôi việc. Thứ nhất, bà Mai giúp ông Trọng được dưỡng sức, đồng thời bà Mai củng cố vị trí của bà trước các kẻ thù của bà, những người đang ngấm ngầm muốn lật đổ bà. Sau chuyến đi trầu, người ta tin rằng bà Trương Thị Mai lại sẽ khạc ra lửa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Trương Thị Mai trầu Thiên Triều, cắn được 16 chữ vàng, 4 tốt, bà khạc ra lửa. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trần Lưu Quang được chọn lính đánh hạ, kế hoạch hạ thủ đang dần rõ. Theo đánh giá của một số cây bút thạo tin, hiện nay trong tay ông Tổng Bí thư có hai nhóm lợi ích. Ông dùng nhóm Nghệ An để cơ cấu cho vị trí đứng đầu Ban Bí thư, còn nhóm Tây Ninh sẽ làm chủ của chính phủ trong tương lai. Nhóm Nghệ An thì rất mạnh, trong đó Vương Đình Huệ được xem là nhân vật
được cơ cấu cho chức tổng bí thư. Ngoài ra, trong ban bí thư còn có Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính, Phạm Thị Thanh Trà, phó trưởng ban tổ chức trung ương, ông Trần Lưu Quang, phó thủ tướng thường trực không chính thức. Nhóm Tây Ninh hiện nay chỉ có một ủy viên chính trị là ông Nguyễn Văn Nên, tuy nhiên nhân vật này sẽ là người đứng đầu nhóm Tây Ninh, không phải là ông Nên mà là ông Trần Lưu Quang. Ông Trần Lưu Quang là nhân vật được chọn, được điều đến để khống chế những nhóm lợi ích của các địa phương khác. Được biết, ông Trần Lưu Quang sinh vào ngày 30 tháng 8 năm 1967 tại Hà Nội. Sau năm 1975, ông được cha mẹ đưa vào huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh sinh sống. Theo thông tin chính thức thì bố mẹ ông Trần Lưu Quang là cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc. Nhưng thông tin ngoài luồng thì lại cho rằng ông là con rơi của một cán bộ miền Bắc vào Nam. Nói chung, thân nhân của ông Trần Lưu Quang không rõ ràng, đặc biệt là người bố. Trần Lưu Quang đang tiến tới rất gần chức Phó Thủ tướng Thường trực. Vào ngày 27 tháng 2 năm 2019 thì bất ngờ ông Nguyễn Phú Trọng cho Ban Tổ chức Trung ương phân công ông Trần Lưu Quang về Thành phố Hồ Chí Minh nắm chức Phó Bí thư Thường trực thay ông Tất Thành Cang. Trần Lưu Quang chuyển đến thành phố này là để kiểm soát nhóm miền Nam, kể cả ông Nguyễn Thiện Nhân, bởi lúc đó ông Nhân đang có dấu hiệu chùn bước, sợ thế lực Lê Thanh Hải và cũng đang có dấu hiệu dung túng cho Tất Thành Cang. Chỉ 8 tháng sau khi Trần Lưu Quang về Thành phố Hồ Chí Minh thì ông Trọng lại cho Nguyễn Văn Nên về Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Bí thư Thành ủy, hất Nguyễn Thiện Nhân ra rìa. Sau đó, nhóm Tây Ninh ra tay mạnh với nhóm cựu lãnh đạo của Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Văn Nên và Trần Lưu Quang kết hợp với Lê Hồng Nam đã bắt giữ Tất Thành Cang. Đây là thành tích chưa hoàn hảo nhưng được cho là nổi bật của nhóm Tây Ninh. Sau khi ông Nguyễn Văn Nên kiểm soát được hoàn toàn Thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày 4 tháng 5 năm 2021, ông Nguyễn Phú Trọng lại đưa Trần Lưu Quang ra Hải Phòng. Mục đích của ông Trọng là điều Lê Văn Thành về chính phủ và dùng Trần Lưu Quang để mà kiểm soát tiếp nhóm lợi ích tại Hải Phòng, vốn dưới trướng ông Lê Văn Thành từ trước đến nay. Trong thời kỳ ông Trần Lưu Quang nắm chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng, ông đã khống chế Thiếu tướng Vũ Thanh Trương, Giám đốc Công an Hải Phòng để cho ông Tô Lâm đưa Đinh Văn Nơi xâm nhập Hải Phòng, điều tra đường dây đỏ đen liên kết từ Quảng Ninh đến Hải Phòng, trong đó có Đỗ Hữu Ca. Vào ngày 5 tháng 1 năm 2023, ông Trần Lưu Quang đã được điều về chính phủ thay ông Phạm Bình Minh mới bị phế truất. Nhiệm vụ kiểm soát thành phố Hải Phòng, kiểm soát hoạt động của công an Hải Phòng lại được Trần Lưu Quang chuyển lại cho một người Tây Ninh khác, đấy là ông Lê Tiến Châu. Ông Lê Tiến Châu tiếp tục tiếp quản quản lý Hải Phòng và tiếp tục nhiệm vụ của Trần Lưu Quang. Và ông Châu giữ công an Hải Phòng đứng yên tại chỗ, tạo cơ hội cho ông Đinh Văn Nơi kéo quân từ Quảng Ninh đến Hải Phòng để mà bắt cựu quan chức ngành thuế của tỉnh này. Ông Trần Lưu Quang về chính phủ, ông được giao nhiệm vụ của một phó thủ tướng thường trực nhưng không chính thức. Phó thủ tướng thường trực là phải của Ủy viên Bộ Chính trị, nhưng ông Trần Lưu Quang chỉ là Ủy viên Trung ương Đảng. Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam đang có đối thủ trực chờ sát ngay bên. Mới đây, ông Trần Lưu Quang được giao cho chức Ban Quản lý Chỉ đạo Xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức, hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Đây là một bước tiến đến gần hơn chức Phó Thủ tướng Thường trực. Việc còn lại là chỉ bầu bổ sung ông Trần Lưu Quang vào Bộ Chính trị để chuẩn bị đến năm 2026, Trần Lưu Quang sẽ xoán ngôi Phạm Minh Chính và loại nhánh Nguyễn Tấn Dũng xây dựng ra khỏi vũ đài chính trị. Tuy nhiên, thành hay không thì chỉ có thời gian mới trả lời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Trần Lưu Quang được chọn làm lính hạ. Kế hoạch hạ thủ đang dần rõ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Từ Berlin, hẹn gặp lại.